Chào các bác nhá. Hôm nay đi làm về rảnh rảnh quay cho các bác xem mấy cây đây, cây vừa rồi số hoa vườn mình cánh bay đây. Cánh bay đẹp. Cánh bay tít luôn. Đây là cây long tu eso, năm nay để vượt kế hoạch. Năm ngoái 17 mầm, năm nay đẻ thành 22 mầm. Dải có ngắn có, được dài nhất được khoảng 1 mét. Đấy. 4 này. 6 8 được gần 1 mét thôi, chứ chưa được 1 mét. Mấy mầm ngắn ngắn thì cũng được 20 mười mấy. Đa số mùa này là gần như đứng ngọn gần hết rồi. Đây, còn mấy thân này thì vẫn đang đi ngọn. Đây thì cũng là đứng ngọn rồi đây. Đây, đứng ngọn hết rồi. Hạt tím của mình đây, lá tím này. Thân này năm ngoái sổ hoa, mặt hoa cũng đẹp phết, năm nay cũng được 1m2, như này cũng chuẩn bị là đứng ngọn rồi. Thân này thì vẫn đang đi ngọn, thân này cũng vẫn đang đi. Đây, những thân này năm ngoái cũng chưa sổ hoa, đây đang trốn hoa, đây cũng đang chuẩn bị đứng ngọn rồi. Thân này thì đứng ngọn hẳn rồi. Thân này thì vừa rồi nó bị thối lá, xong nó xịt mầm lỡ ra đây. Mấy thân này chơi sổ hoa nhé các bác nhé. Kiến rừng ESO nguyên bản, à không phải nguyên bản, hồi bóc rừng về mình ghép lên chơi sổ hoa. Đấy. Đây cũng vậy. Chơi sổ hoa. Đây là những cái thân mà người ta hay gọi là nào là kiến lửa, nào là ESO lá đỏ, đủ thứ tên, rất là nghe rất là sướng tai. Đây cũng vậy này. Đặc biệt tâm đắc, một thời mình dùng làm cái avatar của kênh mình là cây này, cao quá tới không tới. Vừa rồi ra cái mầm đẹp, đang đẹp thì bị thối mất, thế thành ra là đây. Đấy. Đường gân ở giữa tím, đường viền nữa. Hai viền hai bên tím. Đây, nghinh xuân của mình đang nụ ở đây. Đang nụ ở nhá các bác nhé. Đấy, nụ đấy. Đây, nghinh xuân. Tím ngắt rồi. Đây là tím đen luôn. Thái Nguyên, hàng Thái Nguyên, cái lô hàng Thái Nguyên của mình đây. Kiểu đuôi trò. Còn đây là núi Chúa, Ninh Thuận. Hai thân này là thác bay Ninh Thuận đây. Mình có việc, có khách xíu, mình xin phép kết thúc video tại đây nha các bác nhé. Chào các bác.